nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tìm hiểu thêm tổng quan về du lịch Hồi giáo, thực phẩm halal, các dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo. Sáng nay, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Halal Quốc gia Việt Nam tổ chức hội thảo giới thiệu tiêu chuẩn halal, dịch vụ thân thiện với người Hồi giáo. Thị trường khách du lịch Hồi giáo trên thế giới rất rộng lớn và phát triển mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Gần đây, Việt Nam, trong đó có miền Trung, đã đón tiếp rất nhiều du khách quốc tế là người Hồi giáo, nhất là từ thị trường Malaysia, Indonesia, Singapore, Ấn Độ. Du lịch lữ hành người theo đạo Hồi tăng trưởng mạnh, ước đạt 26 triệu khách năm 2021 và dự báo năm 2023 sẽ phục hồi 80%, khoảng 140 triệu khách. Đến năm 2028 ước khoảng 230 triệu lượt khách. Tại hội nghị, các đại biểu, người quản lý, cán bộ công nhân viên của các ngành liên quan, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh được nghe đại diện của Công ty Halal Quốc gia Việt Nam giới thiệu thông tin kiến thức cơ bản để hiểu biết thêm về dòng khách đặc thù này, cũng như xu hướng thói quen tiêu dùng, tiêu chuẩn dịch vụ thân thiện của khách, từ đó có kinh nghiệm phục vụ nhu cầu của du khách Hồi giáo khi đến Thừa Thiên Huế.